Bây giờ là trời đang mưa cho nên đi ngoài đường mà sẽ rất là khó khăn nha, vì vừa mưa mà vừa nước lên nữa. À, đây là xe Hyundai Santa Fe. Đi chạy xa xe quá. Bây giờ có rất là nhiều xe cho nên là xe nó ra nhiều quá, cho nên là không biết xe gì với xe gì hỏi bao nhiêu hết. Mình biết được nhiêu mình nói nhiêu thôi nha. Xe 7 cộng 1 như ông hôm qua nói gì đó giờ nói lại, à 5 cộng 2. Defender của Mitsubishi. Mỗi xe này là xe dịch vụ á. Như có cái vây cá mập ở trên vậy đó. À, tay cầm rồi này, còn ở trên là Santa Fe mà Hyundai hả? À, chữ Hyundai, còn Honda là chữ H ngang phải không? À, logo xe kìa, logo Hyundai. Đó là xe tải, xe đào tạo sát hạch lái xe của Cần Thơ. Ủa kìa kìa, tới rồi kìa. Đó, xe sát hạch. Xe chở hàng. Đây xe 5 cộng 2. Quên 7 cộng 1. Xe thì rất chi là này nọ.
một chiếc xe của ngân hàng. Bao nhiêu rồi? Mitsubishi. Xe sử dụng cho bên